Càng người không kìm nổi nước mắt trong lễ viếng Tổng Bí Thư. Ngày 26 tháng 7, hàng vạn người dân vẫn nối nhau xếp hàng để được vào viếng Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng tại nhà tang lễ quốc gia, cũng như đứng hai bên đường trên nhiều tuyến phố để chờ tiễn biệt nhà lãnh đạo lỗi lạc của đất nước. Trên các tuyến đường ở thủ đô, nhiều trụ sở cơ quan, tòa nhà văn phòng đã chỉnh chiếu phim tài liệu, hình ảnh về Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng như thay lời tiễn biệt nhà lãnh đạo đáng kính về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa Trang Mai Dịch. Sáng cùng ngày, hàng ngàn người từ khắp nơi đã xếp hàng chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, quê hương Tổng Bí thư. Nhiều người đã bật khóc khi viếng Tổng Bí thư. Vượt hàng trăm cây số, đi xuyên đêm, ba bảy phụ nữ dân tộc Tày, tỉnh Lào Cai với niềm kính trọng, sự tiếc thương vô hạn, nhà lãnh đạo tài ba đã đến với mảnh đất Đông Anh trọng tình nghĩa, vẹn ân tình. Nhiều người trong số họ đã không ăn sáng để kịp vào tiễn biệt Tổng Bí Thư thật sớm. Chị Lương Ngọc Hà, một thành viên trong đoàn, cho biết chị đã khóc, không chỉ là nỗi tiếc thương về mất mát của đất nước, dân tộc Việt Nam trước sự ra đi của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, mà còn là những giòn nước mắt hạnh phúc trước tình cảm sâu đậm của người dân thôn Lại Đà dành cho mọi người về viếng tang. Họ đã thay mặt người con ưu tú, vừa nằm xuống, đáp lại tình cảm của những người dân về đây dự lễ viếng, chị Hà Bộc Bạch nhà giáo nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh, 91 tuổi. Thầy giáo của Tổng Bí Thư khi học lớp 10 trường trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiều, người thành lập và xây dựng hệ thống trường tiểu học và trung học cơ sở trung học phổ thông Nguyễn Siêu. Khi biết tin Tổng Bí Thư từ trần, ông đặt vé máy bay từ nước Đức về Hà Nội để kịp đến viếng học trò tại quê nhà. Mong Tổng Bí Thư về cõi Vĩnh Hằng, an vui với các đồng chí tiền bối tại Nghĩa Trang Mai Dịch. Ông Vĩnh nói, đến viếng tổng bí thư tại thôn Lại Đà, anh Eton người Nam Phi đang học tại trường Đại học Nông nghiệp 1, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội cho biết, tuy là người nước ngoài nhưng được học và sinh sống tại Việt Nam nhiều năm qua các phương tiện truyền thông nên anh biết đến tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là một nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc của Đảng và nhà nước Việt Nam. Tôi vô cùng ngưỡng mộ tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tôi cũng như nhiều người dân Việt Nam đến viếng Tổng Bí Thư bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những công lao to lớn của Tổng Bí Thư đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam, anh Eter nói. Ông Lê Trung Kiên, Bí Thư huyện ủy Đông Anh xúc động ghi trong sổ tang. Chúng tôi nguyện hứa với Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng sẽ biến đau thương thành hành động, nguyện noi gương, học tập và làm theo đồng chí, quyết tâm xây dựng đảng bộ huyện Đông Anh trong sạch, vững mạnh, xuất sắc, và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Từ sáng sớm 26 tháng 7, nhà sử học Dương Trung Quốc đã có mặt tại nhà tăng lễ quốc gia, đứng xếp hàng cùng người dân chờ đến lượt vào viếng tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Quốc cho biết, chứng kiến cảnh dòng người nối dài, lan tỏa rất nhiều cảm xúc. Ông cha ta nói rồi, Bác Hồ nói rồi và tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng từng nói, thước đo là lòng dân, lòng dân là thước đo công bằng và chuẩn mực nhất chúng ta thấy người dân đến đây viếng tổng bí thư đã thể hiện rất rõ điều đó nhà sử học khẳng định theo ông dương trung quốc tình cảm của người dân trong sự kiện này thể hiện rõ nghĩa tử là nghĩa tận tình cảm của người dân đối với tổng bí thư nguyễn phú trọng sẽ đánh thức lương chi trách nhiệm của không ít người ông quốc nói Cụ Đặng Thị Phúc, giáo viên tiểu học của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, năm nay 92 tuổi, sức khỏe đã kém, được cháu gái đẩy xe lăn đến nhà tang lễ quốc gia để tiễn biệt học trò trọng lần cuối. Còn bà Kiều Thị Thật ở huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đã bắt xe khách từ hơn 3 giờ sáng để 5 giờ có mặt tại phố Lò Đúc, chờ xếp hàng vào viếng tôi vô cùng tiếc thương và kính trọng tổng bí thư nguyễn phú trọng vì thế hôm nay tôi muốn được lên đây vào tận nơi để thắp cho ông một nén nhang và sẽ chờ đến chiều để được tiễn đưa tổng bí thư về nơi an nghỉ cuối cùng bà thật nói Đến trưa, nhưng dòng người đến viếng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn nối dài không ngớt. Các chốt an ninh thông báo 11 giờ 15 phút sẽ đóng chốt để chuẩn bị cho lễ truy điệu Tổng bí thư. Nhưng ở phía bên ngoài, tại các nút giao thông hướng vào nhà tăng lễ quốc gia, người dân vẫn xếp hàng dài chờ vào viếng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhớ mãi người con ưu tú của quê hương Trong tâm trí người dân thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là một người giản dị, hiền hòa, gần gũi, rất được kính trọng. Từ sáng sớm 25 tháng 7, hàng ngàn người dân khắp nơi đã về nhà văn hóa thôn Lại Đà, quê nhà của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng để dâng hương viếng Tổng bí thư. Toàn bộ các hộ dân ở thôn Lại Đà treo cờ rủ tưởng nhớ người con ưu tú của quê hương. 4 giờ sáng ở thôn Lại Đà nhiều nhà dân đã bật đèn sáng vì thao thức không ngủ được từ hôm nghe tin Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Ông Ngô Bá Dục từng học cùng Tổng Bí Thư, sốt ruột chống gậy đi bộ ra nơi tổ chức lễ viếng từ sáng sớm. Cùng lớn lên và học chung một lớp từ cấp 1 đến hết cấp 3, ông Dục và người bạn Nguyễn Phú Trọng có rất nhiều kỷ niệm. Tiễn Tổng Bí Thư lần cuối, ông Dục không kìm được những giọt nước mắt đôi chân ông run run, đứng không vững, phải có người đỡ vào viếng. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là người hiền hòa, học giỏi và chữ viết rất đẹp. Dù nhà nghèo học hết cấp 1, nhóm học trò chúng tôi vẫn đi thuê trọ để tiếp tục theo đuổi con chữ với hành trang mỗi tháng là 15 đấu gạo. Mỗi giờ tan học, chúng tôi lại rủ nhau ra sông Hồng vớt củi. Sau này, dù là người đứng đầu đảng, rất bận rộn nhưng tổng bí thư vẫn thường về quê thăm hỏi, nói chuyện rất gần gũi với mọi người. Tổng bí thư là người con ưu tú, xuất sắc của thôn Lại Đà, ông dục nghẹn ngào. Từ sáng sớm, ông Vương Khắc Duy, bạn học hồi phổ thông với tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, ngồi trên xe lăn được người thân đưa tới lễ viếng. Nhà ông Duy cách nhà tổng bí thư không xa. Thời cấp 1 ông cùng tổng bí thư học trường làng, sau đó lên cấp 2, cấp 3 phải đi học xa nhà. Câu chuyện củ sắn củ khoai quê nhà, mặc chung quần áo thời niên thiếu luôn khắc sâu trong tâm trí ông. Những câu chuyện và kỷ niệm thuở xưa vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi. Hôm nay, tôi và hàng ngàn người dân đến thắp nén hương tưởng nhớ người bạn, người con ưu tú nhất của quê hương lòng tôi không khỏi bùi ngùi, vấn vương. Ông suy bộc bạch. Cụ Nguyễn Văn Tuế, 93 tuổi, người dân thôn Lại Đà, cho biết sau khi nghe tin Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, cả mấy đêm nay cụ không thể ngủ được. Sáng sớm nay, dù sức khỏe yếu, nhưng cụ vẫn một mình chống gậy ra khu vực tổ chức lễ viếng. Cụ Tuế tự hào, quê hương Lại Đà đã sinh ra Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, một người con hết lòng vì đất nước, vì nhân dân. Chúng tôi vô cùng thương tiếc đồng chí. Người dân khắp nơi đến viếng Đứng trên cầu Đông Trù, gần đường vào nơi tổ chức lễ viếng, chị Phan Thị Hoa, chú xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, mặc áo dài đỏ theo sao vàng năm cánh, cuốn dài băng tang đen và mang theo di ảnh Tổng Bí Thư chờ được vào viếng. Dù tuổi đã cao, và vừa trở về sau nhiều ngày điều trị tại bệnh viện, nhưng ông Phạm Quang Thành, 72 tuổi, chú xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, vẫn đi chuyến xe buýt sớm nhất để đến viếng Tổng Bí Thư. Tôi cảm thấy an lòng khi được dâng nén hương đến Tổng Bí Thư. Tôi thường theo dõi những phát biểu của Tổng Bí Thư tại các hội nghị. Tổng Bí Thư đã đóng góp rất nhiều cho sự nghiệp chung của đất nước, nhất là trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực sự ra đi của Tổng Bí Thư để lại trong tôi niềm tiếc thương vô bờ, ông Thành bày tỏ. Từ 4 giờ sáng, vợ chồng anh Nguyễn Văn Danh và chị Nguyễn Thị Thủy, chú thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, đã có mặt ở thôn Lại Đà để chờ được vào viếng. Anh Danh cho biết, vợ chồng đón xe từ thành phố Vinh lúc 21 giờ đêm ngày 24 tháng 7 để ra Hà Nội với mong muốn được thắp nén hương viếng Tổng Bí Thư có mặt từ 6 giờ sáng để chờ vào viếng. Ông Nguyễn Đăng Vĩ cùng hơn 20 thương binh hạng nặng trên 81% ở huyện Đông Anh cho hay, khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, ai cũng rất xúc động, nhiều người khóc vì tiếc thương. Dù đi lại khó khăn, nhưng ông và các đồng đội vẫn cố gắng đến thắp nén nhang viếng Tổng Bí thư. Trong sổ tang, một người con lại đà xa quê đã xúc động viết những dòng tiễn biệt tổng bí thư nguyễn phú trọng bác trọng ơi mấy hôm nay quê hương lại đà đón nhiều người ở khắp nơi về viếng bác cùng các cụ tóc bạc mắt ngấn lệ các cháu cũng lặng lẽ tưởng nhớ tổng bí thư tỏ lòng thương tiếc vì sự ra đi đột ngột của một vị lãnh đạo vì nước vì dân mà cống hiến cả cuộc đời là người con xa quê cháu về viếng tổng bí thư mong những giờ phút thiêng liêng này sẽ là động lực để cháu học tập chui rèn cố gắng cống hiến cho cuộc sống tốt hơn có ý nghĩa hơn có trách nhiệm hơn